đây rồi. Ui, hàng em ạ, ui, hàng cũ rồi nha em ơi. Chết rồi, 46T. Ui, có gì anh em ơi. Chết rồi. Sợ móc nào không ra được anh em ơi, ui ôi. Hàng cũ rồi. Ui ôi, có gì vậy. Đồ câu lục phương thảo fixing, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Hello và xin chào lắm cho anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fixing nhá. Em đi qua chỗ con mương của em thì em thấy ở đây nó có nhiều cáo anh em ạ. Có một cái lỗ mà cá nó bơi đến nó ngáo rất là nhiều. Đấy kiểu nó ngoi nó thở đấy. Các bác nhìn toàn mèo thôi. Em giờ sẽ xe vào trong kia em đục cái lỗ để em câu anh em ạ. Đây này, các bác nhìn cái lỗ này nó ngao nhiều lắm. Bèo này nó dày kín mít luôn. Đấy, câu đây ok đấy anh em ạ. Vừa ấy, Vũ Thái đang chuẩn bị đi làm thì mở cái đống mồi ra thấy nó chua chua thơm thơm. Cứ nghĩ cảnh đi câu giật cá sướng quá, này em nghỉ luôn buổi quá. Chán nào lại nghỉ luôn buổi, vào đỏ thả đi câu. Căn bản là hôm nọ em nhìn ở đây có cái bãi đẹp quá. Đây anh em này, căn bản là hôm nọ em ra đây nhìn có cái bãi bèo đẹp quá thế à. Tính ra đây câu cái bão ngày xưa đấy quá. Ngày xưa em cũng đục lỗ đây câu, giờ nó lấp kín mít hết rồi. Nắm hàng lắm. Ngồi đây dưới đường dây điện anh em, mà nay em chỉ dám đánh một cây cần 4,5 m, không dám đánh dài. Cái này là nàng xịt hoàng phật cái bay lên đây hỏng hình đấy. Rồi đục cái lỗ đây đào ra xong rồi đánh ổ anh em nhé. Có nhìn toàn bèo đây, bạt ngàn luôn. Trời này rất là nắng, nay em đi buổi chiều chói chang luôn. Buổi chiều trời nắng lắm anh em ạ. Vâng, cái tiết trời mùa này nó sắp chuyển sang mùa thu anh em ạ. Đấy, sắp chuyển sang mùa thu thì câu cá nó sẽ rất là tuyệt vời anh em nhé. Mà này chắc chỉ còn khoảng một tháng nữa anh em đi câu cá là hầu như là câu lúc nào cũng được. Kể buổi trưa cá vẫn cắn, trời nó mát mà. Mùa này thì nó còn phải đi sớm hoặc là muộn hẳn. Đấy, sớm khoảng đi từ 6 giờ sáng thì câu khoảng 10 giờ, còn chiều khoảng từ 3 giờ đến 7-8 giờ tối. Bây giờ em phải đục cái lỗ anh em nhé. Giờ đục cái lỗ ở đây xong này triển khai nhanh muộn này. Đục lỗ còn thảo nó mất khoảng 30 phút nữa cơ. Tiến hành cho anh em ơi. Bèo biết nhiều quá. Ôi, thì hụt mãi cuối cùng cũng nào được mà cái lỗ để câu anh em ạ. Nắm bèo lắm mà em vừa ấy xuống thì thấy ở dưới đáy nó tương đối là bẩn. Không biết là có đánh đục được không cơ. Mình cứ thảo đầy đánh anh em nhé. Hết hơi cái lỗ. Rồi, ok. Đục xong cái lỗ rồi thì bây giờ sẽ đánh bằng cây 46T này anh em nhé. Cây này có cả cuốn cần luôn. Cây này nay em đánh bằng cây 4,5 m. Nọ em bị mất cây 5,4 m này anh em ạ. Cái ơi là cây. Có biết bị sao mất không? Cây này nó là hàng xịn này, nó có cái chỗ thoát nước ở đây các bác này. Đây em nén nét cho các bác xem. Để nó có cái chỗ thoát nước khi mình câu bị nước ngấm vào mình xoáy cái này ra. Đây anh em nhìn là đấy chưa? Xoáy ra thì mình rốc thì nước nó sẽ chảy đây thoát ra ngoài luôn. Đấy, hàng xịn nó vậy. Thế anh ra nào hôm nay em thoát nước em rốc qua xong em cứ để nguyên như thế này luôn các bác ạ. Em để nguyên cái nó hở cái lỗ này luôn. Nó không để ý mà. Thế là con cá nó kéo bắt bay ra ngoài giữa sông luôn. Em đang định bơi ra, nay hoay lúc bơi ra nó khoảng 15 phút ấy. Đầu tiên em định gỡ cần máy ra khều vào mà nó quá thế à. Nó nằng xin ra nhà mất 15 phút thế là bắt đầu em thấy nó cái không khí trong đấy cứ phì cần quá ấy. Nó chìm gần hết rồi. Nó chìm tới cái đoạn tay cầm nó phì thì em bội em nhảy xuống mà không kịp quá. Nó chìm mất luôn. Thế mà đầu đầu mất toi cây chủ 6. Giờ em đánh bằng cây 4,5 m này. Khi anh em nhớ mua cây này của em về thì phải xoáy nó chóc vào này thì nước nó không thoát ra đây. Cá có kéo ra ngoài không bị mất các bác nhé. Đấy, này nó kín luôn không bị mất này. Rồi, xem nước ở đấy nó có sâu anh em nhé. Em đang để ở đây là đang để là 1 m đây này. Cả phao của dây là 1 m các bạn. Hạ chặn ở trên. À chà. Sâu phết đấy nhỉ. 1 m mà. Đấy anh em thấy đánh gần bờ mà cái này nó đã hơn 1 m rồi. Cái này nó phải tầm 1,3 m. Đây là giữa sâu lắm, không đánh được đâu. Mà giữa nó chả con quá nhỉ. Bèo này nó đáy nó nhiều bùn lắm. Muốn đánh được hàng thì phải chơi. Ok đấy, phao xuống thế là đẹp. Này đúng tầm 1,3 m anh em ạ. Ok đấy các bác ơi. À, chuẩn đấy.
Ôi, giờ vãi mùi nhá. Đánh ổ. Đấy. Vào đây, mỗi bên tí. Thế là hợp lý. Đó. Đánh bóng mồi này. Đạp ạ. Wow, wow. Tầm nó lại nhiều quá các bác ạ. Đấy, anh em nghĩ tầm một quanh phao kìa. Đấy, nó bờ lún đấy. Đấy, đang nhấp, đang nhấp. Qua nhấp rất là nhẹ luôn. Đây rồi. Ui, 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 ui. Hàng em ạ. Ui, 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 dồi ôi. Ui, ui, hàng cụ rồi nha mọi người. Chết rồi. 46T. Ui, ui, dồi ôi. Ui, 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 con gì anh em ơi. Ui, ui. Chết rồi. Sợ móc nào không ra được anh em ơi. Úi dồi ôi. Hàng cụ rồi. Úi dồi ôi, con gì vậy? Úi dồi ôi. Úi trời ơi, bó lên. Úi rô phi, úi rô phi cụ anh em ơi. Úi dồi ôi, ấm một lưỡi lưỡi mình. Trời ơi. Vật, chết tôi rồi. Úi còn to thế. Đóng mỗi lưỡi. Khiếp, sướng quá anh em ơi. Chết rồi, vật đài nữa không tới. Con này nó mắc vào bèo là mất. Ui dồi ôi. Đầu hãy run tay anh em ạ. Ui dồi ôi. Ôi, cái này kiểu có vật dài thêm mét nữa này. Đừng mất nhá. Run quá. Ôi. Không được anh em, con này chắc phải nhấc bổng nó vào đi. Cần một số tiền nhấc phát lên ngay. Nhấc nhá. Ôi. Rồi nhấc kia nó tí mình vẩy lưỡi vào kia thì lại bị sợ toạc thịt lắm anh em ạ. Con này nhấc này toạc thịt, tôi tính một tí kia là mất. Rồi. Ui rồi. Vào. Ok. Ui. Chết rồi. Còn mỗi tí anh em ơi. Nguy hiểm quá này, nhấc lên sợ mất nhỉ. Nó toạc thịt. Chết mạng rồi. Ôi, buộc phải nhấc nhiều rồi anh em ạ. Chả cái vợt này ngắn thế. À, ê, cố lên. Nhanh, về mà anh. Về đội của anh. Không được, anh ạ. Nhấc này sợ mất, nó toạc thịt mất anh em ạ. Lội một tí, cố vươn tay thôi. Ôi trời ơi. Nào, vào đây em ơi. Tối về anh cho. Rồi, ok. Về quá. Tối về mấy anh nhá. Cơm ăn bao bữa còn lắm mà cả ngày. Ôi dồi anh em ơi, khiếp cùng tắm. Ôi trời ơi. To chưa anh em ơi. Hàng thiên nhiên này anh em bảo đóng cái này nó có sướng không? Quá là sướng luôn. Này nó đóng mỗi. Đấy, nó đóng mỗi tí vào người em sợ mất. Ôi đã tay quá anh em. Anh em thấy cá thiên nhiên đóng phim nó kéo cực kỳ khỏe luôn. Ôi lại đây của phim lại đúng to thế. Mày ăn cái gì cho mày to thế hả? Đã hoa kình nó kéo của nó rồi. Bọn này nó ăn khôn lắm anh em. Nó mím mỗi tí ăn nó rất là nhẹ nhàng luôn. Em tưởng cao bé rồi. Sướng em ơi. Đây cho ngay xuống lỗ đây anh em ạ. Bảo nó dày lắm rồi không thời gian đủ kéo, mệt lắm. Mệt lắm không thời gian kéo. Này. Ôi chà mẹ ơi. Đồ mày ở đâu ra vậy trời. Thiên thần đấy. Hôm nay con này được coi là thiên thần luôn. Đấy. Rồi. Về làm cho thành cái vợt mới các bạn. Cái vợt này nó ngắn quá.
Anh em nhìn này, từ cả móng rồng đánh này. Quay cho anh em xem này, vậy thục màn hai vậy luôn. Bác nhìn nhìn cho nó khi đóng vào cái khớp này cá mất chạy không nhận ra được. Anh em đóng xoài dễ bóng lắm, dưới đáy nó cũng bẩn lắm anh em này, toàn bèo này. Thế mà vẫn nóng được, sợ thật, cứ tưởng cá con này. Ôi bắt đầu có tăm anh em ơi. Đấy, bây giờ có tăm rồi, cá cay ổ đấy. Nhanh ra mồi. Tay chân run hay bẩy luôn anh em ạ. Quá là phê. Đấy, cá sộp nó còn lộp bộp ở chân bèo anh em. Đấy. Đấy, bắt lên đây. Đấy, bắt lên đây cho đỡ vướng anh em nhé. Bắt cái dây cho đỡ vướng. Đấy. Rồi. Tiết trời mùa thu này, giờ cảm giác thời tiết nó cứ ở trong cái ô anh em này, cứ ở trong cái ô bắt đầu là nó có tí gió là cảm giác nó rất mát, rất là dễ chịu luôn đấy. Câu cá này thì câu mùa thu sẽ xuống nhất anh em ạ, cá đi ăn rất là đều luôn. Mình đây gọi là chắc là tầm nãy như gọi là chấm chớm tí thu thôi, cũng chưa phải là thu, bao giờ thu hẳn nó mát cơ, câu nó mới sướng. Đây, những bông hoa nở đẹp chưa các bác này. Đây người ta gọi hoa, chỗ em gọi hoa cứt nợn đấy. Nhưng mà cái tên của nó rất là hay, hoa xuyến chi anh em nhé, gọi là hoa xuyến chi. 2, 4, 5 cánh này, 2, 4, 5 đúng rồi, đúng bằng cái ngũ của mình, 5 cánh ngũ. Đánh nút ổ này nó sướng lắm anh em ạ, lằng nhằng phát nó chết ngay. Đôi khi nó không còn ăn mồi còn đi qua đấy, để mình đục cái lỗ này nó thở ấy, là cá nó cứ bơi qua là chết. Đấy, gạt đi tí này phao tầm, đây gọi là tầm đấy, cứ có tầm vào kiểu gì cũng có hàng, có hàng gặp lục kiểu gì cũng chết đấy. Đang có tăm kìa. Đấy, nhà mình tăm nó lại phao kìa. Này có con nó đến ngoi ngoi thở xem. Một phát ăn ngay. Đóng anh em ơi. Một phát ăn ngay. Úi, hàng rồi. Chết rồi, nó mắc qua bèo anh em ơi. Chết rồi. Hồng ơi. Chết tôi rồi. Móc bèo rồi. Ôi dồi ôi, chết rồi, con này bây giờ, con này giờ không thể lội xuống được anh ạ. Nếu bây giờ mà lội nào nó đậm là cá không vào nữa đâu. Mà bây giờ thì mắc vào đây phải lôi dây thôi. Chết dở, đây chụp rù mới có lôi không cơ. Ôi to anh em ơi. Ôi dồi, lên không? Đừng mất nữa nhá. Ôi dồi, lên, rô phi. Ôi trời ơi, phê quá anh em ơi. Ui, rô phi anh em ơi, rô phi to. Bạn thấy chục rủ khỏe không? Lôi phát lên luôn. Ui trời ơi. Ừ, ôi, con lại lên để lấy vật vào anh em ạ. Gặp hàng khủng rồi. Cứ tưởng mất con này đấy. Vào đây. Ui trời ơi. Phê quá. Má chà. Khiếp khủng chưa anh em ơi, đầu đồng thu phí to thế này. Ui, con này xuống nó chết, em tưởng đóng vào bèo khả năng là mất rất là cao, nhưng mà rất tiếc là mày gặp anh đánh đầy dù. Dù anh em dù siêu bền, các bác mua lại dù của em đánh nhá, kéo hết
Con này em nghĩ là 90% là mất bị kéo trong đấy à. Nó bị dắt đấy, nó đóng ok. Nó đóng vào bèo là mất. Cứ gỡ nữa này, kính đấy kia. Đấy anh em ơi. Hai con. Trời ơi này. Làm nó mồi của tao gì nữa. Phê quá. Ôi phê phê quá. Trên đây thì mày có mất rễ. À chưa anh em ơi. Xóc mang này lên. Wow. Ôi cho đỏ. Wow, phê. Úi trời ơi phê. Tuyệt vời. Hàng thế này mới gọi là hàng nhỉ. Sướng thật anh em ạ. Này anh em xem này. Thế đáy nó nhiều bèo bẩn thế này mà đáy bẩn hay là đánh đục còn ok cơ mà. Thường thường là đánh bẩn này là khó đánh đục đấy. Thế hôm nay vớ vẩn này kiếm ăn. À, sướng quá. Mồi chua này vớ vẩn này kiếm ăn anh em ạ. Phê thật đấy. Hót của rồi. Đánh ổ cảm giác cái này nó sướng. Đánh ổ cảm giác này nó mới sướng anh em ạ. Những mùa hoa đi nó có rất nhiều cái này nó có cái gai quá, đi cắm hết quần về rậm lắm này. Nghe nhìn này, đi để cắm hết đầu quần luôn. Về rậm kinh khủng các bác ạ. Mà đi câu đi kéo thì cái này không thể tránh khỏi, em đi toàn là mặc quần dài hết đấy. Có nhiều hôm đi mặc quần đùi thì nó không cắm thì muỗi đốt sưng chân này, thì toàn phải mặc quần dài đấy. Úi phát ăn ngay. Úi dồi ôi. Úi con đúng vậy. Mất rồi sao anh em ạ? Úi giời ơi. Mất rồi. Úi dồi ôi, được con hàng to mất rồi anh em ạ. Đóng cái gì vậy trời? Ấy chết tôi không. Mất cái đầu ấy. Đóng ngay cái bèo. Úi trời. Úi giời. Ôi đóng nhiều béo lắm. Ê mày cày. Cày quá anh em, may là đánh bằng dù nha anh em, đánh một cước kéo của này chắc chắn mất lưỡi. Mà dù em giờ đang nghi không biết có kéo lên không này. Nó đóng đúng vào luôn. Không biết có đó. Rồi, cái này thì chết rồi. Trời ơi. Con hàng của tôi không các ông ơi. Ui nữa. Ôi. Đấy. Anh em thấy kiếp khủng nhá, nuôi cả gốc bèo luôn. Dù nó phải thế chứ. Mất một con hàng anh em ạ. Không biết con gì to thế không biết mà mất. Ôi trời. Trời ơi. Cày thật đấy.
Cày quá anh em ạ, không hiểu con gì. Phí thế. Em nghĩ cái rễ còn đấy còn trồi lắm anh ạ. Đóng một phát là nó đi ngay. Phí thật đấy. Nắng mề. Phải nói là cày quá anh em ạ. Đóng được vào đấy kéo vào. Kiểu như mình nó đi qua lướt quá mình dài mình đóng người ấy. Nó chạy ở kia cái bèo giáp lại nó đánh phát toạc thịt đấy. Phí quá. Còn hàng nó to luôn. Em nghĩ con đấy 90% thế nào trôi. Chỉ trôi điên nó nào phát phi mất vậy thôi. Quá là tiếc luôn. Trời điên rồi. Bây rồi giờ mày chạy đâu, úi dồi ôi. Bây rồi giờ mày chạy đâu, úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi. Chết rồi, mất rồi anh em ơi. Rồi ôi, lại đóng bèo rồi. Úi dồi, cay thế nhỉ. Ủa này chúng bánh trúng ổ rồi anh em ơi. Úi dồi ôi. Ôi dễ ấy chắc chắn là trồi anh em ạ, đóng một phát vào kia luôn. Mà nó đóng vào bảo tung nó mất cay thế nhỉ. Ôi này chúng mánh rồi anh em ơi, chúng ổ rồi. Con này 100% là trồi. Thôi xa nhà ổ nhanh anh em ơi. Ôi tay đang run. Bọn này nó toàn lôi ở trong đấy mất đi. Cái này mà bây giờ mình mà dọn là lỗ rộng ra thì lại hỏng, cá lại không vào chỗ này nữa. Trời ơi, phí thế. Kinh thật, nó rít phát. Đúng cái giống cá ngoài tự nhiên này, nó ăn khôn lắm anh ạ. Nó đẻ rất là nhẹ nhàng. Sợ thật. Đấy rồi nhẹ thế nhỉ. Đấy rồi anh em ơi. Đấy rồi. Mày giờ mày chạy đâu? Úi dồi ôi. Bỏ rồi. Úi con. Úi dồi nhân. Úi dồi ôi anh em ơi. Phải nhấc các bác nhìn chưa? Đóng mũi tiêu đuôi này. Úi khéo có mất. Ai. Úi. Đóng tí mũi tiêu đuôi. 46T nhấc. Úi dồi ôi. Wow. Ê giời, ôi đẹp quá. Ê, anh em thấy đẹp chưa? 46T đóng phát, đúng lúc em phải nhấc vội, đóng mũi một tí vào đuôi luôn. Đóng phát phải nhấc vội lên.
giờ có quẫy lên đây, có quẫy mắt không không giờ mất nữa rồi. Ôi thôi, chết rồi anh em ơi, nó chết rồi anh em ơi, nó tuột bèo rồi. Chết rồi, cái này cũng lội xuống lấy anh em ơi, chết cha rồi. Chết rồi, nó tuột mất rồi. Học thế này cũng chết đi. Cứ bình tĩnh, con này nó khổ. Úi giời, con này cứ bình tĩnh em nhé. Các bác biết làm gì để bắt thằng nó không? Cho lễ lục gam màu. Yên tâm, con này nó trên này khó mất lắm. Khó mà mất được chứ. Chứ không phải, chứ không mất. Ui. Mày chết rồi. Ok. Ok. Rồi, ok anh em ơi, tí nữa thì mất. Em phải lấy nĩ lục làm cặp mà. Này, phải lấy thép AK Lick. Còn này đến tới đây không chạy rồi. Nó bèo em lúc em cuốc em làm dày lắm. Nó khó lòng mà tụt xuống dưới. Đấy. Đang sống chớp chuẩn bị mưa rồi. Rồi. Ô, về quá. Đã quá anh em ơi. Ok. Ôi, thôi bây giờ thu đồ về anh em nhé. Hôm nay được toàn hàng khủng, toàn rô phi to. Là lẽ ra hôm nay phải được hai con to lắm, không biết là con gì em nghĩ. Hay là 90% nó sẽ là trôi. Về quá. Ôi về thôi anh em ơi. Ôi ôi, hai. Ô, này về rán mệt. Này phải hấp anh em ạ, cá này phải hấp mới ngon. Rán thì nó hơi phí, rán này rán lâu mà ăn không ngon bằng hấp. Đã tài quá. Về các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo. Các bác thấy video mà hay, like, share, ủng hộ nhiệt tình nhá. Về.